Thưa quý vị, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thị Hội, 49 tuổi, ngụ ở quận 7 thành phố Hồ Chí Minh để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận đơn tố giác về tội phạm của ông V về việc bà Trần Thị Hội lừa đảo thông qua việc tự nhận là người nhà của lãnh đạo chính phủ để chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, năm 2020, bà Trần Thị Hội nói với ông V mình là người nhà của lãnh đạo chính phủ, đã từng giúp nhiều người được tiếp nhận phê duyệt các dự án, xử lý tranh chấp đất đai, thi công cầu đường, chuyển công tác. Hội đã nhận của ông V 5 tỷ đồng rồi tiêu xài. Ngoài ra, Hội còn nhận của bà H, giám đốc một công ty bất động sản tại tỉnh Bình Thuận 400 triệu đồng, hứa hẹn tác động để giúp cho công ty này được sớm duyệt hồ sơ, thủ tục đóng tiền đất thực hiện dự án khu dân cư tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Hội cũng nhận của ông T 400 triệu đồng, hứa hẹn lo xin việc cho ông này nhưng không thực hiện.